Nam mô Đại Bi Tâm Cung Như Lai Phổ Quang. Trong nhà ca thầy và dụng văn sanh dị giới mà cần tâm mong kẹo đó ra năng ngủ ra rồi mời nên tiên tâm ngủ khi không ra mà ngủ thì thân là kẻ lòng biết mồ em. Chẳng trong mọi thứ ổn xương như cải mong sanh sư hồ đèn có năng lực chế cử mọi thứ phi ban của con người để đến các thầy thì kéo bay luôn luôn. Chỉ dùng đừng bao giờ dầu chỉ tạm thời mà thôi đưa về quyền bất đứng tình thầy bất hổ thèn là mừng công đức có hổ thèn là tỏ thiên pháp mong hổ thèn thì không nghe gì ẩm ngu nga thầy thì kêu nếu ai gắn giả thân thể gác thầy đã từng đổ cả tay cũng phải kêu kiềm chế tâm mình đừng cho dần như thiếu thốn có biết bao của nhà có biết